nhân chuyến hoằng pháp tại miền Trung trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 30 tháng 7 và ngày 1 tháng 8 năm Giáp Thìn. Thượng tọa Thích Chánh Định, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Tam Phước, tỉnh Đồng Nai đã có thời thuyết giảng Phật Pháp, khóa tu Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568 tại chùa Tam Bảo, quận Hải Châu, ngôi tổ đình Phật giáo Nam Tông tại miền Trung. Tại Đại Hùng Bửu Điện, Thượng tọa Thích Chánh Định chia sẻ thời Phật Pháp đến bà con Phật tử, chủ đề Người hướng thiện là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời, hạnh hiếu là hạnh Phật. Thượng tọa cho biết, người hướng thiện là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời. Mình hướng thiện để tránh hướng ác, hễ minh sanh thì vô minh diệt. Thiện tâm cần phải nuôi dưỡng, nếu không nuôi dưỡng, ác tâm sẽ xuất hiện. Mình đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan. Mình đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Mình đi về phía được mất thì lòng bị hẹp đi. Nếu đi về phía từ bi thì tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn thì đời gập ghềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn thì phiền não khác tự sinh. Đi về phía thiện bình thì tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung. Thượng tọa cũng nhấn mạnh, không có sự mát mẻ nào bằng tình thương của cha mẹ. Không có sự đau xót nào bằng sự đau xót của cha mẹ khi thấy con mình đau khổ. Chỉ có cha mẹ thương con, lo cho con vô điều kiện. Nuôi con, buôn tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Tại Pháp hội chùa Tam Bảo, Thượng tọa Thích Chánh Định, Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trụ trì chùa Tam Bảo cùng Phật tử đã làm lễ thắp nến hoa đăng, đèn thiền Vu Lan, thiền hành chánh niệm nhiễu xung quanh hai đại thọ Bồ Đề, kim thân Phật thành đạo, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cầu nguyện Phật Pháp luôn trường tồn hưng thịnh. Đáp lại tấm chân tình của Thượng tọa Giảng sư, Đại đức Thích Pháp Hiếu đã gửi lời kính tri ân, cúng dường quà Phật Pháp và cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư Bi Mẫn Hứa Khả tiếp tục về miền Trung hoằng pháp trong thời gian sắp đến.